Xin chào các anh chị và các bạn. Thì hôm nay là máy xây dựng Hồng Nhiên lại tiếp tục review giới thiệu với các anh chị và các bạn một cái sản phẩm là một cái máy khoan bê tông. Thì cái máy khoan bê tông hiện tại trên thị trường thì bất cứ công trình nào cũng phải cần, hay là gia đình cũng đôi khi cũng phải cần, tại nó khoan nó sẽ lẹ làng hơn, công việc nó làm sẽ mau mắn hơn. Thì cái sản phẩm hôm nay Nhiên review là sẽ là một cái sản phẩm của công ty Đông Chen, của một thương hiệu, mẫu thương hiệu của Đông Chen. Một cái khoan gài 3 chức năng, có một cái mã số là DGC05-26 à, cái khoan gài của hãng Đông Chen. Thì cái khoan này là hàng chính hãng, cái thương hiệu này là thương hiệu độc quyền của Trung Quốc luôn, thương hiệu Trung Quốc, hàng chính thống của nội địa của Trung Quốc, không có nhái ai hết ha. Rồi cái thằng này á, thì hiện tại là do cái công ty điện máy Nam Bình độc quyền phân phối tại Việt Nam. Đây là sản phẩm là dòng cao cấp nhất của Trung Quốc hiện tại trên thị trường, thương hiệu đứng đầu nội địa của Trung Quốc ha. Đây các anh chị thấy một cái sản phẩm, một cái máy khoan bê tông nhìn rất là chắc chắn. Các anh chị thấy nè, thùng máy rất chắc chắn ha, rất chắc, hàng chính thống, hàng nội địa của Trung Quốc thì nó làm chắc chắn rồi. Nó lấy thương hiệu của nó là Đông Chen. Đông Chen nghe cái tên là biết là nó Trung Quốc rồi ha. Đông Chen, Bon Chen gì đó, anh em nhà nó đó. Nói chung là chất lượng nó khá cao. Rồi thì cái đây là cái sản phẩm này chính hãng của công ty Đông Chen, thì nó bảo hành cho chúng ta 12 tháng trên... À xin lỗi các chị, cái sản phẩm này bảo hành 6 tháng trên toàn quốc ha. Nó tặng kèm cho chúng ta một cặp thang. Rồi chúng ta tìm hiểu về con máy này nha. Thì các anh chị thấy nè, đường nét trước tiên, mình nhìn đường nét thì cái máy này nó rất là liền lạc, bóng láng, nhìn rất là sáng sủa. Rồi đây là tay nắm, xoay chở tùy ý. Ba chức năng: chức năng khoan sắt, chức năng khoan tường, khoan bê tông và chức năng đục. À, ba chức năng. Thì đây là công tắc, nó cũng như những dòng kia, công tắc đảo chiều. Chắc chắn là nó phải có tốc độ từ chậm tới lẹ. Nếu chúng ta bấm nhẹ nó chạy chậm ha, bấm mạnh thì chạy mạnh. Đây là cần gạt đảo chiều. Đây, sản phẩm này thiết kế cũng rất là độc đáo. Sản phẩm đảo chiều nằm ở dưới, khác một boss xíu ha, boss quay trên ha. Rồi cái sản phẩm này á, thì nó có tốc độ là từ 0 cho tới 1200 vòng trên 1 phút. Khoan maximum là 26mm. Và cái điện áp của nó là từ 220 tới 240V, 50-60 suất ha. 720W, sản phẩm này của chúng ta là 720W. À, nó sản xuất ghi rất là rõ ràng, Made in China, không có nhái ai hết, thương hiệu chính thống của nó luôn. Nên nó làm cái sản phẩm này là để lấy uy tín cho nó. Nên nếu mà anh chị sử dụng cái sản phẩm mà của Đông, thương hiệu Đông Chen này, thì Nhiên nghĩ khá là hợp lý. Tại vì thương hiệu của nó giá cũng tương đối là tầm thấp, không phải là cao lắm, nhưng mà chất lượng là chất lượng thương hiệu của quốc gia, quốc gia từ Trung Quốc, nên nó làm rất là chắc chắn. Thì cái dây nguồn này á, thì Nhiên thấy nó dài khoảng tầm 3 mét. Thì bây giờ Nhiên sẽ tiến hành test thử con máy này coi nó có cái gì đặc biệt ha. Dây nguồn rất chắc chắn nè. Rồi test thử con máy này thử. Phía sau này các anh chị thấy nè, nó có làm một cái lớp cao su để nó im tay ha, chống rung, im tay, chống trượt, trơn trượt khi mà chúng ta tay đổ mồ hôi ha. Rồi có đuôi này là để chống gãy dây ha, cái đuôi chuột này bảo vệ chống gãy dây. Rồi bây giờ chúng ta sẽ test thử. Đầu tiên chúng ta sẽ test thử cái chức năng khoan sắt này thử nha, coi nó mạnh hay không ha. Thì Nhiên chuẩn bị ở đây một cái số, mỗi số dòng để mình test thử bắn dít. Thì Nhiên cũng giới thiệu các anh chị nè, bây giờ trên thị trường nó bán một cái đầu này rất tiện lợi. Ngày xưa mình phải sử dụng cái này đúng không, thì nó rất là lằng nhằng, nó bị quơ. Bây giờ nó ghé bán cho mình một cái đầu rất là tiện lợi luôn. Các anh chị mua nhét đầu dít vào, đầu bi nè, các anh chị có đổi bất cứ đầu gì ha, tùy ý, mũi khoan cũng được luôn. Nó có những loại mũi khoan, các anh chị thấy mũi khoan tường bình thường nè, nhét vào bình thường ha. Đây rất tiện lợi. Đây giờ mình bắn dít ha.
Đó, bắn vít, các anh chị thấy không? Đơn giản vô cùng. Nè, chúng ta xem tốc độ coi nó chạy ra mượt hay không nhé. Rất là êm ha. Rồi, khi đảo chiều nó chạy như thế nào? Các anh chị nghe, đảo chiều khi đảo chiều nó chạy yếu đúng không? Lý do tại sao nó chạy yếu? Khi các anh chị để ý nè, trong những cái khoang bình thường á, nhìn nhiên thấy cái này thiết kế cũng rất là hay nè, cái chỗ này rất là hay, đảo chiều nó chạy rất là yếu. Thì khi đó chúng ta biết nó đảo chiều. Đôi khi chúng ta nè đang chạy ở chức năng đục này thì không biết là nó chạy xuôi hay chạy ngược, đâu thấy chiều quay nó đúng không? Những cái máy khoan bình thường á, nếu chạy ở khi đảo chiều này á, nó chạy ngược này á, mà chúng ta đem đục thì cái máy nó sẽ rất là mau hư. Tại nó đi ngược thì dễ tuột nhầm nhông đúng không? Nên nó rất là mau hư. Còn ở cái máy này nó thiết kế khi chạy ngược là nó yếu xìu à. Tại vì thợ á, có nhiều thợ người ta mới vô làm, ta không có biết chỗ này nên người ta cứ để chạy ngược hoài, nó dễ, rất dễ hư nhông. Nhưng mà con máy này khi nó chạy ngược nó yếu là biết là nó bị chạy ngược, nên chúng ta khi đó chúng ta phải đảo chiều. Thấy không, các anh chị thấy nó rất là hay chỗ này ha. Rồi mình test nữa, test cái con máy này nha. Bây giờ đầu tiên Nhiên sẽ bắn vít vào sắt ha. Đây, thử xem. Phải, một con máy khoan bê tông làm được rất là nhiều việc. Đâu phải là mua con khoan này về chỉ khoan đục không đâu đó ha. Đó, thấy chưa, các anh chị thấy không? Bây giờ mình bắn vít vào gỗ, thử khi vào gỗ ok hay không nè. Thấy chưa, rất là nhẹ nhàng. Wow. Rồi, bắn vít thì các anh chị thấy rồi, quất thử con vít lớn này vào khúc gỗ lớn thử nha, xem nó mạnh hay không. Đây, thử hết cho các anh chị xem, các anh chị dễ lựa chọn một sản phẩm. Nhưng mà cái này các anh chị thấy là nó hơi dài nên nó hơi quơ xíu ha, bắn vít ngắn thôi. Này test cho các anh chị xem nó mạnh thôi, anh chị thấy không, quá mạnh luôn. Đơn giản thôi, sợ nó dướng qua đây ha, nên thôi không test nữa, biết chắc chắn là nó sử dụng được rồi. Rồi, một cái hay nữa các anh chị thấy, hiện tại nó bán những cái mũi khoan nè, các anh chị thấy chui gài khoan sắt nha. Khoan bê tông thì mình không nói rồi, nhưng này khoan sắt nó vẫn có bán những cái mũi đó. Các anh chị thấy khi gài nè nó rất là bóp, không bị quơ. Các anh chị khoan sắt vẫn rất là ok này. Đó, các anh chị thấy không? Rất là ngọt ha, khoan xuống luôn. Wow, các anh chị thấy không? Mua con khoan này sử dụng được tất cả các thứ luôn ha. Kéo xuống, rút mũi ra à. Rồi, vậy thì bây giờ mũi khoan gỗ nó cũng có nha các anh chị nha. Đuôi gài luôn, bây giờ rất là tiện lợi, nó ra tất cả các loại mũi. Rồi, Nhiên test thử khoan gỗ luôn cho các anh chị xem nha. Đây, xoay đúng nha, nhét vô thôi, rất đơn giản. Đây, các anh chị thấy không, quá đơn giản đúng không? Wow, nhẹ nhàng quá. Cái này vô kia thì cũng đơn giản thôi, gỗ này rất cứng nhưng mà nó khoan như thế thì đơn giản rồi. Rồi, nếu vậy mũi này hơi bự ha, nhỏ nhỏ, nhưng test cho các anh chị xem. Rồi, bây giờ vậy thì chúng ta khoan bê tông. Cái này cái chính của nó là khoan bê tông nha. Nhiên test cho các anh chị xem để các anh chị biết nó sẽ sử dụng được tất cả những thứ kia, còn cái khả năng của nó, bê tông mới là chuyên nghiệp của nó. Thì bây giờ chúng ta test bê tông ha. Ào, đây, khối bê tông quen thuộc ha. Rồi bây giờ khoan bê tông thử, không khoan mũi nhỏ nữa. Thằng này nó khoan tới 26mm lận, nên là test luôn cái mũi lớn, thử xem coi nó khoan có mạnh hay không nha. Các anh chị chỉnh qua chức năng bê tông ha, thử xem. Wow, các anh chị nó bể hết rồi, bể nát hết rồi, rất là đơn giản luôn.
rất là đơn giản. Anh chị thấy không? Nhưng đổ cục này là đá không đấy, đá xanh đấy, đổ rất dày để test cho các anh chị xem cho nó thực tế đấy. Rồi khoan như thế là các anh chị thấy biết chắc chắn cái máy này rất mạnh rồi. Lưu ý các anh chị nên mua mũi này, các anh chị mua những cái mũi xịn, mũi chính hãng Makita bây giờ nó không có mắc lắm, hay là mũi tất cả những hàng gì đều là hàng công ty thì sản phẩm nó sử dụng rất tốt, à, Trung Quốc cũng được nhưng phải là hàng công ty. Có thể trên thị trường rất nhiều Đông Trang, Toto, DCA các hãng đều sử dụng rất là tốt, nhưng mà Makita bây giờ hiện tại nó ra những cái dòng mũi này giá không cao lắm đâu. Nếu chúng ta sử dụng cái mũi dỏm nè, cái đầu này khoan, các anh chị khoan thời gian nó đục, nó khoan nó tà cái đầu này ra ha, nó dính trong này đâu có lấy ra được đâu, đem tới thợ tốn tiền mất thời gian ha. Tốt nhất nên mua mũi xịn. Rồi cái này mình đục ha, chức năng chính của nó cũng là đục đây ha, chuyển chức năng đục, đục thử xem. Các anh chị thấy không, nó đục rất là đơn giản luôn, đục bê tông. Nếu các anh chị đi điện đục tường, sản phẩm này quá phù hợp, giá tương đối mềm, không quá cao như là hàng chính hãng những ông lớn khác ha. Những ông lớn khác thì giá quá cao thì cũng khó tiếp cận nên phải mua hàng cũ, nhưng mà sản phẩm này nó ra với giá mức giá tương đối là hợp lý rồi, không cần thiết phải mua hàng cũ, mua hàng mới xài luôn, được bảo hành chính hãng 6 tháng. Đúng không? Xài 6 tháng chưa chắc gì nó hư, đúng không? Xài 1 năm đem dục vẫn lời, phải không? Các anh chị có một điều là các anh chị nên thông cảm cho Nhiên. Tại sao những cái video của Nhiên làm á không bao giờ Nhiên đưa giá, rất ít những cái video nào Nhiên đưa giá lên, là tại vì á Nhiên là một cái nơi phân phối, đôi khi còn phải giao lại cho những cửa hàng khác người ta bán nữa. Nên là mình mà đưa giá trực tiếp lên đây á thì nó vấn đề này nó quá nhạy cảm, nên là rất khó cho Nhiên ở cái điểm này. Nếu thực sự các anh chị mà có cái nhu cầu thực sự về quan tâm về sản phẩm, cứ alo trực tiếp với Nhiên ở số hotline bên dưới ha. Nhiên để số hotline, các anh chị quan tâm về sản phẩm cứ alo trực tiếp thì Nhiên sẽ giải đáp tất cả, và giá cả Nhiên cũng sẽ rất là rõ ràng, giá cũng hợp lý, không phải là giá cao ha. Tại vì có nhiều anh chị lên nói tại sao làm video xong rồi không đưa giá, để cho người ta cứ hỏi hoài. Nhưng mà thật sự là cái vấn đề đó là Nhiên thấy nó hơi khó, nó hơi tế nhị, nên Nhiên xin phép là không có đưa lên ha. Các anh chị cần cái sản phẩm gì cứ liên hệ trực tiếp, Nhiên sẽ giải đáp tất cả. Rất là cảm ơn các anh chị đã quan tâm theo dõi cái những cái video của Nhiên. Thì các anh chị muốn nhận được những cái video kế tiếp á thì các anh chị nhấn đăng ký, để khi Nhiên up video mới lên thì các anh chị sẽ dễ dàng theo dõi hơn. Và nếu những cái video của Nhiên làm các anh chị thấy là nó được thì các anh chị cho một like ha. Rồi các anh chị nếu mà thấy muốn chia sẻ để anh em bạn bè các anh chị có thể là hiểu rõ hơn về nhiều sản phẩm thì các anh chị chia sẻ lên có thể là Facebook hay là Zalo gì đó. Thì rất là cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Hẹn gặp lại các anh chị vào những video tiếp theo. Bye bye.